Hello cả nhà. Dạ em chào cả nhà thân yêu nha. Hôm nay là cái giờ này là chiều rồi nghe cả nhà. Sắp tối luôn rồi. Đây, cảnh chiều tàn. Thì hôm nay là ông xã em được nghỉ. Và ngày mai ông cũng nghỉ luôn. Đâm ra thì rồi có thời gian để mà đi ra ngoài này đi dạo. Trời ơi, bên đó có hoa nó đẹp kìa. Nhưng mà chẳng biết mà đi phía xưa. Úi dồi ôi, bên đó nó đẹp kìa cả nhà ơi. Hoa hồng. Nhưng mà tại vì là trời tối rồi á, rồi quay nó không có được đẹp. Và đây là một cái con đường quen thuộc nha cả nhà. Đây, hai cha con đây. Nói chung hôm nay là ông xã em do ông nghỉ, đâm ra mấy vợ chồng con cái mới đi giờ này nha cả nhà ơi. Giờ này là chiều rồi, muốn tối luôn rồi. Coi hoa hồng nó nổ nè cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Nè cả nhà, đẹp xuất sắc luôn không. Nhưng mà trời này thì tối rồi nha cả nhà ơi. Đâm ra quay thì nó thiếu cái ánh sáng, không có được đẹp. Dạ mọi người có xem ha. Ổng đi ổng gặp người ta, có động đứng không nhiều chuyện tiếp nè. Đó. Đứng hỏi thăm nhiều chuyện tiếp. Mua hiệu gì quá. Nhà bơm mua hiệu. Mù chơi đi. Mù chơi thì là cái gì không biết luôn nghe cả nhà. Ôi coi cái chỗ này người ta đã thu hoạch rồi nè. Hôm bữa em đi quay là chỗ này là người ta làm cái gì mì, bột mì. Nhưng mà bây giờ đã thu hoạch rồi nè. Mặt trời bắt đầu đã lặn. Và tiếp tục cuộc hành trình nghe cả nhà. Mặt trời lặn rồi, bắt đầu trời tối một chút xíu nữa là nó tới hù là em không có quay được mọi người ơi. Hiện tại bây giờ thì nó cũng chưa có tối lắm. Mùa này mấy người ta làm nông á, người ta làm đến tối luôn. Đến tối luôn thì người ta mới vô. Ban ngày á trời rất là nóng. Ô lộn, nắng. Đây mọi người thấy cái cảnh chiều như thế nào. Một màu gọi là nó không có được sáng cho lắm. Vô tình bữa nay đi ngay cái giờ chiều, gọi là chiều giờ này không biết mấy giờ luôn á, mọi người thấy nó tối quá trời. Đây. Cảnh chiều. Đây cả nhà ơi, cảnh chiều tàn. Em không biết cái clip này về quay sao. Ôi gió quá vậy đó. Mà em nhìn vô cái máy quay em thấy sao cái nó đen thui rồi cả nhà ơi. Na ola ta. Công nhận nghe mọi người, trời ơi nó yên tĩnh dễ sợ luôn á.
gió hiu hiu ha, không khí thì trong lành mà nó yên tĩnh. Trời ơi mà nó buồn. Nó buồn, nó yên tĩnh. Ta nói giống như ở dưới quê mà ta nói xa xa có cái nhà, xa xa có cái nhà. Nó buồn gì đâu, nó không có gì gọi là nhộn nhịp hết trơn hết trời á. Cất cái nhà ngay chỗ này một cái nữa là ta nói chắc buồn dữ lắm, buồn luôn. Cái con đường này là người ta mới làm luôn nè cả nhà. Công nhận khi mà ra một cái con đường mà sáng rồi đó thì cái video của mình nó cũng sáng sáng được một chút. Đi vô cái con đường tối cái video mình cũng tối tối luôn à. Công nhận nha, em đi cái giờ này là lần đầu tiên luôn á cả nhà. Giờ này cái ra ngoài này nè, đi dạo là lần đầu tiên luôn. Khi mà đi ra tới ngoài này rồi, trời ơi sao cái cảm giác thấy nó buồn. Nó buồn buồn gì đâu á, nó không có hăng hái, không có sung như mọi khi nữa. Mọi khi em còn sung, em còn giỡn, em còn hả hí ha hí hẩm. Đi cái giờ này ra ngoài này thấy nó buồn buồn gì đâu á. Không có sung cả nhà ơi. Không có sung. Mắc cười. Và bắt đầu vợ chồng con cái đã đi ra tới bờ sông rồi nè cả nhà. Bắt đầu trời cũng sắp sửa tối rồi. Thì ở bên cái hàng cái này nè. Ở đây nè, mọi người thấy cái hoa màu vàng nó nở rất là nhiều ha. Thì cái hoa màu vàng đó cả nhà, mọi người hãy đợi chừng khoảng mấy ngày nữa thôi là khi mà mình đi ra ngoài này ha, là nguyên một cái bờ hồ, ối lộn, nguyên một cái bờ mà con sông này nè, thì một cái màu vàng rực rỡ luôn, rất là nhiều, nở nhiều lắm luôn á. Nói chung á, bây giờ là hoa nó nở rất là nhiều, mà tại vì em không có thời gian em đi quay. Nói chung nó có nhiều cái nổ đẹp lắm cả nhà ơi, em chưa kịp quay nữa là nó đã tàn. Hôm bữa em đi quay cái hoa tulip, không có thời gian đến, mà có thời gian mà đi quay rồi đó là nó tàn mất tiêu. Mỗi lần mà đi quay ngoại cảnh á, thì em phải mất nguyên một ngày để mà đi á cả nhà. Cho nên là khi mà đi á, thì em phải sắp xếp cái thời gian. À, công việc nhà cửa xong xuôi hết thì em mới dám đi, còn không là em không có đi. Tại vì khi mà mình đi như vậy là mình mất hết nguyên một ngày trời luôn á. Cho nên rất là cực. Công nhận nó yên tĩnh dễ sợ luôn á cả nhà. Hai cha con đi nói chuyện với nhau. Đi cái giờ này á, ra ngoài này ha, mọi người thấy giống như cái con mà nhỏ nhỏ giống như con bụi mắt mình vậy đó. Nó bay quá trời bay luôn. Ôi ôi, giờ này là 7 giờ tối. Cái này là còn mùa xuân ha, khi mà mọi người đợi tới mùa hè. 9 giờ tối, trời vẫn còn sáng luôn á cả nhà. Cái này là mùa xuân nè. Thì tầm này 7 giờ tối cũng còn sáng sáng, nhưng mà khi mà đến mùa hè là 9 giờ tối còn sáng bưng luôn. Đợi thêm vài ngày nữa ha, mình đi ra chỗ này một cái là hai bên đường là vàng rực rỡ luôn, hoa nó nở. Đây cái khúc này mọi người nhìn hai bên đường nè, hoa nó nở cũng nhiều rồi nè. Ui ui,
Đây. Chỗ này gió hơi nhiều cả nhà ơi. Còn búp quá trời búp luôn nè. Đó. Đi ngang cái chỗ này gió lạnh ghê cả nhà ơi. Hai cha con đang ngồi ở đây. Mũi heo. Đây là đồ vừa mới mua luôn. Đi ngang cái shop đó có thấy cái chỗ này nó mới vừa mở. Đâm ra thì vào mua đồ luôn. Thì khi mua mà hơn 100 ngàn á, là được tặng cái giỏ nghe cả nhà. Dạ đây cả nhà, đồ này là đồ thể thao ha, và có túi sách này cũng là cái túi sách mà đựng đồ thể thao. Thì tiệm của người ta mới khai trương á, rồi mình vô mình mua trên 100 ngàn là được tặng cái giỏ này nè. Mà hôm nay em đi mua là hai cái áo thôi ha, mà đã hết 200 ngàn rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy ghê chưa, công nhận đồ thể thao mà nó cũng mắc ghê luôn cả nhà ơi. Dạ đây cả nhà ơi, cả nhà thấy không, yên tĩnh buồn hiểu buồn hiu luôn. Cái xanh xanh ở bên kia là để dành cho mấy người ta tập đánh golf đó cả nhà. Dạ thôi hôm nay em xin làm cái clip đến đây thôi ha, tại vì vợ chồng con cái mà đi cái tầm này là 7 giờ tối mà đi ra ngoài này đi dạo là lần đầu tiên luôn á cả nhà, cho nên là quay cái cảnh mà chiều về như thế nào để cho mọi người mình xem cho gọi là cho nó đỡ buồn. Nhưng mà đi ra ngoài này á, trời ơi nó buồn hiểu buồn hiu à, cái cảm giác nó rất là yên tĩnh và nó buồn giống như là buồn ngủ vậy đó cả nhà. Giống như là buồn ngủ vậy đó, đâm ra mình không có sung, không có sung không có gì hết trơn á nó. Nhưng mà nhìn cái cảnh là mọi người thấy cảnh mà chiều về thì cũng rất là đẹp ha. Tuy là nó hơi tối một chút nhưng mà cũng còn đẹp. Dạ thôi thì hôm nay em xin làm clip đến đây thôi nghe cả nhà. Một lần nữa em cảm ơn cả nhà thân yêu rất là nhiều đã xem video ủng hộ em nha. Dạ thôi thì em xin kính chào tạm biệt và em xin hẹn cả nhà thân yêu vào video clip sau nữa nha. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt. Bye bye.